Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Đến năm 2017 á, thì em có tham gia một cộng vào cái cộng đồng mạng của người tí hon ấy, cộng đồng Facebook. Ở trong đấy em có rất nhiều các bạn nam tí hon. Nhưng mà khi mà nhìn thấy chồng em hiện tại ấy, thì em có một cái cảm giác đó là hình như là anh này rất là hiền. Và em chủ động nhắn tin. Thì anh sợ là gặp em thì em lại không như anh. Thì anh không dám mở lòng. Nhưng mà khi mà em với bảo là bây giờ chúng mình sẽ nói thật với nhau, thì em hỏi anh là anh có phát triển bình thường không? Anh bảo là không. Em hỏi anh là hiện tại anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân? Thì anh bảo là anh cao 1m38, nặng 30 cân thôi. Ra xong rồi em bảo là anh hợp với em rồi đấy, chúng mình về đội của nhau đi. Đấy, và từ đấy là anh mới bắt đầu chủ động nhắn tin với em chị. Bến bao lâu thì các em mới lần đầu tiên là gặp nhau ở ngoài đời? Bọn em nhắn tin thời gian thì thật sự là em cũng nghĩ đó là một khoảng thời gian dài ấy. Và ngày mà đầu tiên bọn em gặp nhau ấy là không phải chủ động hai đứa hẹn riêng đâu. Mà em hẹn anh ấy là vào một cái dịp sinh nhật của một người bạn cùng phòng em ấy. Em bảo là anh tầm ơi, khoảng 2 tháng gì đấy. Phòng em có một người bạn làm tổ chức sinh nhật. Thì tất cả các bạn bè ai cũng có cặp đôi ấy. Thì bây giờ anh có muốn đi cùng em tới cái chỗ buổi tiệc đấy không? Nhưng mà bạn em cũng là người tí hon luôn. Không ạ, bạn em là một người không khuyết tật. Dạ vâng. Bình thường. Thì anh đồng ý đi. Thì em tên là Trần Văn Hưng, em đến từ Thanh Hóa, năm nay em 34 tuổi. Hiện đang công tác tại Hà Nội ạ. Em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thơm, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện em đang là quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Chân. Vợ chúng em đến đây ấy, có mang đến cho anh gửi tới anh chị một món quà rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là món quà là bánh cốm ngon nhất Hà Nội ạ. Trời, em gửi tới anh chị. Rồi, chị cảm ơn em. Rồi, tiếp theo. Em gửi anh ạ. Ôi, cái này là bánh cốm hay em? Dạ, đó là bánh phu thê ạ. Hai em ở từ một nơi rất xa vào trong đây để mà tham gia chương trình như thế này. Đó là một điều rất là quý. Thay mặt chương trình, anh và chị Hồng Vân xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vài Dòng Son. Nha. Cơ duyên lần đầu gặp tiên nhau. Hai bạn chúng ta gặp nhau ở đâu nè? Rồi ai có cảm tình với ai trước nè? Hai vợ chồng em là có kết bạn trên một cộng đồng Facebook ấy. Nói chuyện, nhắn tin qua lại với nhau. Một ngày nào đó hai vợ chồng gặp nhau. Mà khoảng cách là vợ với chồng là cách xa 20 km. Em tự đi một mình đến để gặp vợ. Đó là cái cộng đồng Facebook, đó là cộng đồng, đó là cộng đồng gì em? Cộng đồng người tí hon ạ. Cộng đồng người tí hon. Còn Thơm thì sao? Dạ, lần đầu tiên ý, bọn em quen nhau ấy là em quen chồng em sau một cái sự kiện rất là buồn ấy. Là trước khi quen chồng em thì em có quen một người khác nữa. Và sau khi người đó mất được một năm thì em quen chồng em. Và người trước đây em quen là một người không khuyết tật. Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Đến năm 2017 á, thì em có tham gia một cộng vào cái cộng đồng mạng của người tí hon ấy, cộng đồng Facebook. Ở trong đấy em có rất nhiều các bạn nam tí hon. Nhưng mà khi mà nhìn thấy chồng em hiện tại ấy, thì em có một cái cảm giác đó là hình như là anh này rất là hiền. Và em chủ động nhắn tin. Thì anh sợ là gặp em thì em lại không như anh. Thì anh không dám mở lòng. Nhưng mà khi mà em với bảo là bây giờ chúng mình sẽ nói thật với nhau. Thì em hỏi anh là anh có phát triển bình thường không? Anh bảo là không. Em hỏi anh là hiện tại anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân? Thì anh bảo là anh cao 1m38, nặng 30 cân thôi. Ra xong rồi em bảo là anh hợp với em rồi đấy, chúng mình về đội của nhau đi. Đấy, và từ đấy là anh mới bắt đầu chủ động nhắn tin với em chị. Bến bao lâu thì các em mới lần đầu tiên là gặp nhau ở ngoài đời? Bọn em nhắn tin thời gian thì thật sự là em cũng nghĩ đó là một khoảng thời gian dài ạ. Và ngày mà đầu tiên bọn em gặp nhau ấy là không phải chủ động hai đứa hẹn riêng đâu. Mà em hẹn anh ấy là vào một cái dịp sinh nhật của một người bạn cùng phòng em ấy. Em bảo là anh tầm ơi, khoảng 2 tháng phòng, gì đấy. Phòng em có một người bạn làm tổ chức sinh nhật. Thì tất cả các bạn bè ai cũng có cặp đôi ấy. Thì bây giờ anh có muốn đi cùng em tới cái chỗ buổi tiệc đấy không? Nhưng mà bạn em cũng là người tí hon luôn. Không ạ, bạn em là một người không khuyết tật. Dạ vâng. Bình thường. Thì anh đồng ý đi. Thì khi mà anh xuất hiện cùng với em trong buổi tiệc sinh nhật của bạn ấy, thì thật sự anh xuất hiện rất là chỉn chu, rất là hoạt bát. Và có nghĩa là anh xuất hiện mà anh không có cái kiểu là anh bị gò bó trong cái thế giới của mình nữa. Mà Hưng thì sao? Hưng nhìn cô này ở ngoài thì trong cái bữa tiệc đó thì Hưng thấy làm sao? Em thì thấy vợ em rất là xinh. Em
ít nói nên em lại thích người cá tính hơn mình. Cái giai đoạn đầu tiên mà hai đứa quen nhau á, là Hưng á theo đuổi cái cô Thơm này như thế nào, có mạnh dạn hay không? Em thì cũng nhút nhát, không có mạnh dạn lắm. Rồi bao lâu thì ông mới nắm tay em? Hình như là lần đầu tiên gặp đã nắm rồi đấy ạ. Rồi gì mà nhút nhát cái gì? Rồi sau đó thì sao, hai đứa có đi chơi riêng với nhau? Dạ có, hai lần thôi ạ. Hai lần. Vâng. Mỗi lần đi chơi như vậy là ổng có nắm tay, có hôn mình không? Nắm tay thì có, nhưng mà nụ hôn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Ôi là sao? Tại vì đến bây giờ ấy, em vẫn không được phá được cái ranh giới của mình đang bao bọc lại. Những cái xúc cảm đấy, nếu như mà mình cứ cố nghĩ tới nó ấy, thì cái cảm giác buồn nó nhiều hơn. Và em tự mặc định cho mình là không nghĩ tới những cái đấy. Còn những cái xúc cảm xa hơn ấy, thì mình nên bỏ. Em rất sợ khi mà mình cứ càng nghĩ tới những cái xúc cảm bình thường ấy, thì cái đầu mình bình thường mà, mỗi cái thân mình nó không bình thường thôi, thì mình sẽ cái dây cho mình một cái cảm giác bị giống như kiểu là bị ức chế. Vâng, mình, đúng rồi. Mình càng nghĩ tới thì dạ, mình càng bị ức chế. Tụi em đừng có cố gắng để mà kềm tất cả những cái cảm xúc đó lại. Tụi em cứ hãy mở ra, tự mình open ra, tại vì mình có quyền. Mình bây giờ mình là vợ chồng rồi, chứ mình không phải là hai người bạn chơi với nhau nữa. Tức là cứ để cái cảm xúc đó nó tới đi. Còn được hay không được đó lại là một chuyện khác. Cho nên mình đừng có nghĩ là thôi mình cứ cố cũng không được, hay là mình thế này thế nọ. Đừng, mình bỏ cái tư tưởng đó đi em. Từ đây á, tụi em cuộc sống tụi em cứ cởi mở ra đi. Nắm tay rồi có thể hôn nhau, có thể khám phá hơn như vậy nữa, thì có thể là cơ thể của mình nó sẽ từ từ nó thích nghi được, nó thích ứng được. Có thể hôm nay chưa được, nhưng mà từ từ nó sẽ được. Cứ tự nhiên mình tự mình gói mình lại chi, đúng không? Mình được quyền cởi mở ra mà, đúng không? Anh cũng ủng hộ cái điều mà chị Vân vừa chia sẻ với các em. Dạ. Mà bây giờ là đã tham gia vợ chồng son rồi thì vẫn có theo từng khung bậc. Bây giờ là đến cái chuyện mà nói xấu nhau nè. Khi mà về ở chung thì lò ra những tật xấu gì nè? Thơm có tật xấu gì không Hưng? Vợ em thì cũng có một vài tật xấu. Tính em thì rất là cẩn thận. Mà vợ em thì rất là luộng thuộng, bề bộn. Nói gì nữa? Khi nói chuyện thì vợ em luôn là bóp chát với em chứ. Bóp chát? Coi như là lớn nhất mình. Em, phải không? Vâng. Bây giờ tới Thơm nè, bạn ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu của anh lớn nhất ấy, đó là luôn chọc tức em. Nói ra thì xấu hổ, sáng nay vừa chọc tức em xong mới đến đây được ấy ạ. Thế chứ lại. Rồi anh cẩn thận quá, nghĩa là ý là gọn gàng quá mức luôn ý. Ví dụ em đi làm về xong em vừa mới bỏ cái áo xuống cái, vô tình thôi em đi ra ngoài và quên không cất vào là thôi rồi. Kiểu gì cũng la, nhưng mà anh kêu á, anh bảo lại bảo em dọn một lần không nói đâu. 4 lần, 5 lần, khi nào mà em cáu lên thì thôi anh không nhắc nữa. Còn không là nói hoài. Anh có phải là người luôn luôn tạo sự bất ngờ cho em không? Có anh có phải là người không? Lãng mạn không? Anh là thuộc tiếp người là lãng mạn trong cái sự khô khan. Chưa hiểu. Có nghĩa là anh rất thích tặng quà cho vợ, nhưng mà cái món quà đấy thì vợ phải tự mua. Từng ngày cứ hỏi vợ ơi, vợ có thích cái này không? Thì nói thật là tiền bây giờ là vợ chồng rồi, bây giờ bảo thích thì lại bảo là đua đòi, suốt nghĩ đòi cái này đòi cái kia. Thì luôn luôn câu trả lời là không, em không thích đâu. Lại hỏi vợ có thích hoa không, thì hỏi chị xem con gái trên thế giới này có ai không thích hoa đâu. Không, em không thích hoa đâu, hoa ui, nó không có nghĩa. Toàn phải như thế không, nó luôn phủ định là mình không thích một cái gì cả. Để cho khỏi mua, đúng không? Để khỏi, với lại khỏi bị mang tiếng là mình đòi hỏi, đúng không? Tại vì nếu mà muốn mua thì lại đi mua lấy thì mua làm gì nữa. Nhân đây thì em mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn chồng thay đổi gì nè? Cái điều mà em mong muốn duy nhất hiện tại và bây giờ ấy, thân hình mình là tí hơn. Người ta nghĩ rằng mình là trẻ con, nhưng em chỉ hy vọng anh là từ ngày bây giờ ấy, môi trường hiện tại của bọn em đang làm việc là một môi trường cực kỳ tuyệt vời. Ở nơi đấy bọn em được học rất nhiều, và học cái quan trọng nhất đó là học cái đối nhân xử thế, học cách làm sao để cho mà khi một người không chỉ là những dạng tí hon bọn em mà những người khuyết tật khác bước chân ra ngoài bên ngoài kia ấy, thì đều có sự tôn trọng. Và em rất mong rằng là chồng em sẽ học được tất cả những gì mà ở môi trường hiện tại mang đến cho chúng em, để chồng em một ngày nào đấy có thể đứng trước gia đình và tự hào tuyên bố rằng con là một người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ như ngày hay trước quá. Hay quá. Rồi bây giờ em mong muốn Thơm thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em có thể là hiền nói chuyện thì không nên cáu gắt, mềm đi một chút. Với vợ á, thực ra là khi mà em nói những cái mong muốn của em á, chị biết em là một người cái đầu em trưởng thành hơn chồng luôn á. Em có những suy nghĩ chín chắn hơn chồng. Thì bây giờ á, cái điều mà chị mong muốn ở em á là
sau cái hôm nay em phải tạo sự tự tin cho chồng, em sẽ làm được điều đó, để tụi em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là cho gia đình, cho cha mẹ thấy rằng chúng con đã là những người trưởng thành rồi. Vâng, rồi okay. Chúc tụi em đạt được mong muốn nha. Vâng. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ và sẽ hòa hợp với nhau trong tất cả mọi thứ nha. Rồi, cảm ơn các em. Cảm ơn chị.